lấy cái bình thần của nó thôi. Lại là con minion đáng ghét này. Này, bà già kia. Ông là ai? Ta là người canh giữ cái bình thần này. Bà đừng hòng mà lấy nó đi. Ta không tin. Cái bình này không dành cho kẻ gian ác như bà đâu. Ui da, ông nhớ mặt tôi đó. Hú hồn, tưởng tới không lại bà già. Anh Bắp ơi, tụi em đói bụng quá. Được rồi, để anh lấy đồ cho mấy em ăn. Nè, mấy em ăn kẹo đi. Tụi em không ăn được kẹo. Củ cải ăn được không? Oh no. Oh no. Trái cà thì sao? Ui, bó tay với anh Bắp. Bắp, con đang làm gì đó? Con đang cho cá ăn mẹ ơi. Rồi rồi, tới công chuyện luôn rồi. Các bạn ơi, con cá không ăn được những cái này nghe các bạn. Đây, đây là thức ăn cho cá ăn nè. Bắp đi cho cá ăn đi nghe. Dạ mẹ. Tụi em cảm ơn anh Bắp. Các bạn ơi, trong cái hộp này có cái gì nè? Có một cái kính này các bạn ơi. Ngầu chưa? Mẹ ơi, có một cái bóng bóng nữa nè. Bóng bóng hả? Có bóng bóng nữa nè các bạn. Thổi sáng màu đỏ luôn nha các bạn. Thổi thật to, sau đó mở ra nha mẹ. Mình sẽ mở ra nha các bạn. Nếu thấy video hay, nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ hai mẹ con nha các bạn.